Cách đây hàng triệu năm, trái đất đã trải qua nhiều giai đoạn nhiệt đới cực độ, đặc biệt theo chu kỳ tự nhiên. Bạn có từng tưởng tượng sống ở Bắc Cực trong mùa hè nóng chưa? Hoặc cảm nhận trượt tuyết tại Bắc Cực khi nhiệt độ dưới 0 độ C chưa? Nhưng vào thời điểm cách đây 56 triệu năm, ngay cả ở Bắc Cực, bạn sẽ không thoát khỏi nhiệt độ nóng như mùa hè. Lý do là thế giới đang ở giữa giai đoạn nóng cực độ, được gọi là đỉnh nhiệt cổ Thủy Tân. Vào thời điểm đó, nhiệt độ ở cả hai cực của trái đất thậm chí còn gần bằng với khu vực nhiệt đới. Trong lịch sử, trái đất đã trải qua nhiều giai đoạn nóng lên, lớp băng ở giữa hai cực đã hình thành và tan ra nhiều lần. Hiện nay, trái đất tiếp tục trải qua giai đoạn nhiệt đới cực độ. Tuy nhiên, không chỉ vì chu kỳ tự nhiên, mà thay vào đó, biến đổi khí hậu được coi là một nguyên nhân quan trọng khác. Khí hậu của trái đất thay đổi tự nhiên qua hàng triệu năm, vòng quay quanh mặt trời của trái đất thay đổi chậm rãi, dẫn đến những biến đổi từ các mùa sang ánh sáng mặt trời. Một phần của kết quả của những biến đổi này là việc trái đất trải qua những giai đoạn băng hà và ấm hơn. Tuy nhiên, để tạo ra một giai đoạn nóng cực độ như thế Thủy Tân, việc thay đổi độ nghiêng của trục trái đất hoặc quỹ đạo của nó quay quanh mặt trời là không đủ. Các giai đoạn nóng cực độ luôn liên quan đến một nguyên nhân vô hình mà chúng ta hiện tại rất quen thuộc, tăng lượng khí carbon dioxide. Tuy nhiên, việc nâng cao nồng độ CO2 vào không khí trong các giai đoạn trước khi có sự xuất hiện của con người vẫn còn là một vấn đề đầy bí ẩn. Các nhà khoa học không thể hoàn toàn xác định nguyên nhân. Dự đoán tốt nhất của họ là rằng sự phun trào của núi lửa đã đưa khí CO2 vào không khí, giữ nhiệt và tan chảy các lớp băng khí methane đã bị đóng băng từ lâu ở đáy đại dương. Chẳng hạn, sự kiện tuyệt chủng Permian Jurassic đã xảy ra vài triệu năm trước sự xuất hiện của loài khủng long trên trái đất. Sự kiện nóng lên này diễn ra cách đây 252 triệu năm và cũng là kết quả của hoạt động núi lửa, dẫn đến biến đổi khí hậu kinh hoàng và tình trạng tuyệt chủng trên diện rộng. Nhiệt độ tăng lên tới 10 độ C so với mức tăng 1-2 độ C kể từ khi con người bắt đầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khoảng 95% các sinh vật dưới biển và 70% sinh vật trên cạn đã tuyệt chủng. Thế Thủy Tân, thế Eocene, thế thứ hai trong ba thế của kỷ cổ cận Paleocene. Kỷ này kéo dài từ 65 triệu đến 23 triệu năm trước. Còn thế Thủy Tân, Eocene, bắt đầu từ 56 triệu năm trước và kết thúc vào 33,9 triệu năm trước. Nó nằm giữa thế cổ tân Paleocene và thế tiệm tân Oligocene. Tên Eocene có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Eos, có nghĩa là bình minh, nói về sự xuất hiện và đa dạng hóa của nhiều nhóm sinh vật ngày nay, đặc biệt là động vật có vú và động vật thân mềm. Trong hầu hết thế Eocene, do thuộc tính nhiệt cổ Thủy Tân, khí hậu toàn cầu lúc này ấm và mưa nhiều, những trỏm băng tồn tại ít hoặc không tồn tại, mực nước biển đầu thế rất thấp, tạo ra các cầu nối đất liền giữa châu Á và Bắc Mỹ, băng qua eo biển Bering, Bắc Mỹ và châu Âu qua Greenland, Australia và Nam Cực. Vào cuối kỷ nguyên, Nam Cực trôi dạt về phía Nam, mở ra một kênh nước sâu giữa nó và Australia, gây ra xu hướng lạnh đi toàn cầu, cho phép hình thành dòng hải lưu quanh Nam Cực. Thực vật. Sự thay đổi trong thảm thực vật bị giới hạn chủ yếu bởi sự di chuyển của cây cỏ trong phản ứng với sự biến đổi của khí hậu. Ban đầu, môi trường bao gồm các khu vực ẩm ướt, mát mẻ với rừng mở rộng và khu rừng ven biển trải dài, rừng rộng lớn ở các vùng cận cực. Cây cỏ cảm thấy thoải mái, rải rác đến phía Bắc, thậm chí như Alaska. Vào khoảng 49-50 triệu năm trước, sự kiện Azolla đã bắt đầu làm mát hành tinh. Cuối thế Thủy Tân, phần lục địa bên trong bắt đầu trở nên khô hanh hơn, rừng biến mất đáng kể. Thảm cỏ chủ yếu phát triển ở các bờ sông, bờ hồ và mang theo sự biến đổi theo mùa. Cây rụng lá bắt đầu thay thế các loài cây nhiệt đới thường xanh và nó chiếm phần lớn trên các lục địa phía Bắc. Vào cuối kỷ phấn trắng, những thứ cỏ quan trọng đã xuất hiện. Tuy nhiên, sự đa dạng và phổ biến của chúng đã tăng lên vào thế Thủy Tân. Cỏ đã khuyến khích sự phát triển của các loài động vật chăn thả đầu tiên như loài Eohippus. Cỏ cũng thúc đẩy sự tiến hóa của nhiều loài cây quen thuộc như bạch dương, tuyết tùng, hạt rẻ, cây du và sồi. Tóm tắt những kết quả này, sự phục hồi thảm thực vật trong thời kỳ Eocene bắt đầu đến giữa có thể chia thành 3 loại thảm thực vật rừng lá rộng ở vùng cận cực và thảm thực vật cận nhiệt đới ở các vĩ độ trung bình. Dựa vào hầu hết các nghiên cứu tái tạo trước đây, thảm thực vật nhiệt đới đã lan rộng gần như tới 60 độ Bắc, Tây Bắc Mỹ. Trong thế Eocene muộn, hai thảm thực vật bổ sung đã được xác định, rừng lá kim hỗn hợp ở các khu vực cận cực ở phía Bắc và rừng bán rụng lá ở các vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới phía đông của Bắc Mỹ.
động vật có vú. Các hóa thạch cổ nhất của hầu hết các bộ thú hiện đại xuất hiện trong một giai đoạn ngắn của thế thủy tân. Vào đầu thế thủy tân, một số nhóm thú hiện đại mới đã xuất hiện ở Bắc Mỹ. Những loài thú hiện đại, chẳng hạn như các loài guốc chẵn, guốc lẻ, đặc biệt là động vật linh trưởng, chúng có những đặc điểm như chân thon dài và có khả năng cầm nắm, cùng với răng có cấu tạo chuyên biệt cho việc nhai. Vào thế này, xuất hiện nhiều loài động vật có kích thước bé hơn họ hàng của chúng, được gọi là dạng lùn. Tất cả các thành viên của nhóm này đều nhỏ, dưới 10 kg. Dựa trên so sánh kích thước răng thì thú thế thủy tân chỉ bằng 60% kích thước của các thú thế phấn trắng. Chúng cũng nhỏ hơn so với các loài thú sau này. Người ta cho rằng nhiệt độ nóng của thế thủy tân đã làm những loài thú nhỏ hơn, bởi vì khi ấy chúng sẽ có khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể tốt hơn. Các họ hàng đầu tiên của các loài hiện đại như ngựa, Eohippus, các loài rơi đầu tiên, Voicomoritherium và các loài linh trưởng gặm nhấm và thú túi, các dạng nguyên thủy cũ hơn của thú, giảm về đa dạng và tầm quan trọng. Những kẻ săn mồi động vật cỡ lớn trên đất liền bắt đầu hình thành dưới dạng những loài thú ăn thịt trên cạn như linh cẩu Hyaenodon và Deafenus, là dòng dạng đầu tiên của một họ động vật săn mồi từng thành công được biết đến với tên gọi gấu chó. Đây cũng là thời kỳ của các loài động vật ăn tạp như lợn săn mồi Entelodon. Chúng được xem là một trong số những loài ăn tạp lớn nhất từng tồn tại. Các loài động vật săn mồi thuộc họ mèo Nimravidae, bao gồm cả Dinistic, đã tự xác lập là một trong số những loài thuộc họ mèo xuất hiện sớm nhất. Các nhóm của họ cũng trở nên rất thành công và tiếp tục tồn tại qua thế thủy tân. Tuy nhiên, chúng không phải là tổ tiên của những loài mèo thời nay thuộc họ Felidae. Không chỉ trên cạn, động vật có vú còn thống trị cả đại dương, với đại diện là Bacillosaurus, một loài cá voi nổi tiếng nhưng có tên rất chi là khủng long. Các loài cá voi tăng mạnh sau khi trốn khỏi đất liền và tìm đến biển xanh. Người ta gọi đó là thời điểm của sự chuyển đổi lớn từ động vật trên cạn sang động vật thủy sinh của bộ cá voi. Các loài thuộc bộ bò biển đầu tiên đã bắt đầu tiến hóa vào thời điểm này và cuối cùng sẽ tiến hóa thành loài duy nhất như sư tử biển và tiên cá bò biển mà chúng ta có thể thấy được ở các vùng biển của Việt Nam. Sau hàng triệu năm kể từ sự kiện tuyệt chủng cuối phấn trắng đầu cổ cận, để sinh vật đối phó với môi trường luôn thay đổi, các loài có vú đã có hướng đi khác với khủng long. Thay vì tăng kích thước cơ thể để lấy thịt đè người, thì chúng đã chọn cách tăng kích thước não của mình lên. Trái với câu của Tư Mã Ý, trong trường hợp này, người thông minh thì sẽ sống rất lâu. Và đó là câu chuyện nổi bật nhất trong Thế Thủy Tân, phần tiếp theo trong chuỗi video về kỳ cổ cận. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!